Lực lượng Wagner tuyên bố kiểm soát trung tâm hậu cần tại Donetsk Công ty quân sự tư nhân Wagner khẳng định đã giành quyền kiểm soát một trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine tại Donetsk. Trong một thông báo được đưa ra hôm 15 tháng 3, ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga tuyên bố, các binh sĩ của công ty này đã giành quyền kiểm soát làng Silesia Square và một trung tâm hậu cần và trung chuyển quan trọng của lực lượng Ukraine tại Donetsk. Các đơn vị tấn công của chúng tôi đã mở rộng vòng vây tại Bakhmut, Sáng nay, làng Zaniaskoy đã được các binh sĩ Wagner kiểm soát, ông Rigozin viết trên Telegram cá nhân. Cũng trong ngày 15 tháng 3, Trung tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã gây ra nhiều thiệt hại cho phía Ukraine trong vòng 24 giờ qua. Tại hướng tiến công Kupiansk, quân đội Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu 70 binh sĩ, một xe bọc thép chở quân, ba xe bán tải, hai xe quân sự, một pháo tự hành Rosgika, một pháo tự hành D20 cùng một tổ hợp pháo tự hành Grab do Ba Lan sản xuất. Nhiều đợt tiến công cũng được Nga tiến hành tại khu vực Krasny Liman. Quân đội Nga cũng giành được nhiều kết quả có lợi sau các đợt tiến công phối hợp của bộ binh, pháo binh, tên lửa và máy bay chiến đấu. Hơn 235 binh sĩ, 2 xe bọc thép, 4 xe bán tải, một lượng pháo D-20, hai pháo tự hành Grotica và Acacia cùng một lượng pháo M-777 do Mỹ viện trợ đã bị phá hủy trong vòng 24 giờ qua, Trung tướng Korachenkov cho biết Tại khu vực miền nam Ukraine, các cuộc giao tranh dữ dội cũng xảy ra tại các khu vực Zaporizhia và Kherson. Quân đội Nga khẳng định các hoạt động tác chiến của lực lượng này đã gây ra nhiều tổn thất cho phía Ukraine. Ngoài ra, lực lượng không quân Nga cũng đã bắn rơi 15 tên lửa từ pháo phản lực cùng một chiếc thang Mi-8 của Ukraine. Bên cạnh đó, ba đài radar phòng không Ukraine cũng đã bị đánh trúng. Tại các khu định cư Ukraine, Novo và Krasnoy ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk, quân đội Nga đã phá hủy ba đài radar của tổ hợp tên lửa phòng không S-300 của Ukraine, ông Korachenko nói. Tổ hợp tên lửa S-300 là một trong những vũ khí phòng không uy lực và phổ biến của quân đội nhiều nước Đông Âu, được phát triển dưới thời Liên Xô và triển khai lần đầu vào năm 1979. S-300 được thiết kế với nhiệm vụ phòng thủ không phận cho các cơ sở công nghiệp và hành chính lớn, các căn cứ quân sự và kiểm soát không phận chống lại máy bay tấn công của đối phương. Hệ thống S-300 cũng có nhiều phiên bản cải tiến được trang bị các loại tên lửa và radar dẫn đường hiện đại hơn, tăng cường khả năng đối phó với các biện pháp tác chiến điện tử cũng như các thiết bị bay tầm thấp của đối phương. Cách người Ukraine đối phó mùa đông chiến sự không có điện giữa cái lạnh bút giá, người dân Ukraine đã phải sáng tạo nhiều cách để giữ ấm cho căn hộ của mình và sinh tồn trên tiền tuyến. Chiếc máy phát điện chạy ầm ý bên ngoài một dãy trung cư ở Kiev, khắp đường phố. Những cô máy chạy xăng như vậy đã trở thành hệ thống điện dự phòng giúp thủ đô Ukraine hoạt động giữa những đợt tập kích của Nga. Đó là một ngày đầu tháng 2, các tòa nhà bê tông xám xịt, chìm trong bóng tối bắt đầu sáng lên khi dòng điện từ máy phát chạy qua từng căn hộ. Một trong số đó là căn hộ trên tầng cao nhất của Victoria Belikova, Nhà tư vấn tài chính 35 tuổi cùng chồng Valentin Hribovsky, chuyên gia công nghệ thông tin 38 tuổi và cô con gái 12 tuổi của họ Vlada. Victoria cho biết, quãng thời gian mùa đông vừa qua, khi các căn hộ chìm trong lạnh giá, là giai đoạn khó khăn chưa từng có với gia đình của cô. Nga từ tháng 10 năm ngoái đã liên tục tập kích lưới điện và trạm biến áp trên khắp Ukraine, gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế nước này và đời sống của người dân, khi nhiệt độ thường xuyên giảm xuống dưới âm 7 độ C từ tháng 12 đến tháng 3. Đây là lý do Nga tập kích hạ tầng năng lượng từ đầu tháng 10. Mục đích của họ là khiến dân thường chịu khổ sở, buộc nhiều người phải rời bỏ đất nước vì không thể chịu đựng điều kiện sống như vậy. Marina Inchak, luật sư chuyên tư vấn về năng lượng, dầu mỏ và khí đốt chia sẻ. Cuối tháng 11, Ukrainego, công ty điện lực quốc gia Ukraine đã buộc phải cắt điện luân phiên nhằm giữ cho hệ thống không bị sụp đổ. Khi tình trạng mất điện luân phiên được cải thiện vào tháng 2, Nga tuần trước tiếp tục phóng 80 tên lửa vào các thành phố Ukraine, trong đó có Kiev, khiến tình trạng cũ lặp lại. Theo dữ liệu của Ukraine Go, kể từ khi xung đột bùng phát, họ đã mất ít nhất 30% sản lượng điện. Trong đó, sụt giảm mạnh nhất là năng lượng hạt nhân, vốn cung cấp hơn 50% lượng điện cho đất nước. Bếp của gia đình Victoria có một chiếc phích và bình ủ chân không chứa đầy nước nóng. Hai thứ đã giúp cô nấu những bữa ăn trước nhoáng, như cháo hay mì ăn liền trong thời gian mất điện. Họ cũng trải thảm dày khắp nhà và giữ ấm bằng cách đi tất len, mặc áo len lông cừu và quấn mình trong chăn. Nhiều căn hộ kiểu cũ không được giữ cách nhiệt tốt phải đương đầu với cái lạnh khắc nghiệt hơn. Điều này đặc biệt khó khăn với người cao tuổi. Vì vậy, toàn bộ 210 căn hộ trong khu chung cư của Victoria đã đóng góp 3.000 USD mua máy phát điện để vận hành hệ thống sưởi. Với Victoria cũng như nhiều gia đình khác, máy phát điện đã tạo ra khác biệt thực sự. Vlada có thể học trực tuyến trong khi Valentin và Victoria có thể làm việc từ xa bằng máy tính sách tay, cặp vợ chồng cảm thấy may mắn vì đã lắp cửa sổ cách nhiệt trước chiến sự giúp bảo vệ căn hộ của họ trước cái lạnh bút giá. Nhưng rất nhiều cư dân đã lâm vào tình cảnh tồi tệ hơn, buộc nhà chức trách phải thiết lập những nơi trú ẩn khẩn cấp giúp họ sưởi ấm. Hồi tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố hơn 4.000 điểm kháng cự đã được thiết lập và chính phủ đang lên kế hoạch xây dựng thêm nhiều cơ sở hơn. Chúng tôi đã trải qua mùa đông trong điều kiện không thể chấp nhận được, nhưng có những người còn sống với điều kiện tồi tệ và lạnh giá hơn nhiều. Đầy đủ ở mức tối thiểu là phương châm của gia đình tôi, Victoria nhấn mạnh. Anton Anostin, đại tá quân đội 39 tuổi, ngồi thư giãn trong ngôi nhà nhỏ ở vùng nông thôn Tây Bắc Ukraine. Đằng sau anh là một lò sưởi nóng đỏ. Anostin coi đây là quãng thời gian vô giá sau nhiều tuần anh huấn luyện binh lính chiến đấu giữa cái lạnh cắt giá cắt thịt khi quân đội Nga bao vây thành phố Kiev, quê hương Anh trong những ngày đầu chiến sự, Anton đã đăng ký nhập ngũ và được điều ra tiền tuyến. Trong căn phòng tối, phía sau lò sưởi, một thành viên trong đơn vị của Anton vừa trở về từ Bakhmut, thành phố miền đông, nơi đang diễn ra giao tranh ác liệt nhất Ukraine lúc này. Anh ấy đang bị bất ổn tâm lý, Anton nói về người đồng đội. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên ra tiền tuyến, đó là một trải nghiệm gây sốc. Các thành viên trong đơn vị của Anton không chỉ đối mặt với bom đạn, họ còn phải đấu tranh để giữ ấm, theo lời anh thì xung quanh bác Mớt không có điện nước, buộc các binh sĩ phải tự sáng tạo cách giữ ấm. Đơn vị tôi thường mang theo một bình ga và lò sưởi ấm bằng gốm. Anh nói thêm rằng đây là giải pháp hữu ích, rẻ tiền cho các tình huống như khi canh gác ở chốt. Những biện pháp sưởi ấm này không thực sự hữu ích nếu ở trong không gian kín vì sẽ gây cạn kiệt oxy. Nó cũng gây rủi ro khi ở gần tiền tuyến vì máy bay không người lái UAV trang bị camera ảnh nhiệt của đối phương có thể phát hiện ra ngọn lửa và không lâu sau thì bạn sẽ trúng đạn pháo, anh giải thích. Ngoài các giải pháp tự phát, binh lính Ukraine cũng được cấp đồng phục mùa đông mà họ chuyển sang sử dụng từ giữa tháng 10, nhưng các binh sĩ đôi khi mặc đến 4 lớp quần áo mới đủ giữ ấm. Thông thường, hai lớp đầu tiên gồm áo lót và quần áo giữ nhiệt kèm hai đôi tất mùa đông. Bên ngoài, họ mặc thêm một bộ quần áo cách nhiệt làm bằng vải tổng hợp cùng một lớp áo chống gió và chống thấm nước. Khi trời lạnh giá hơn, họ vẫn mặc bộ trang phục trên, bổ sung những tấm bảo vệ ở khỉu tay, đầu gối, hay vai và chiếc khăn bằng lông cừu cùng găng tay. Trên chiếc bàn trước mặt, Anton bày ra một số trang bị giúp anh giữ ấm ở tiền tuyến. Đầu tiên là chiếc máy sưởi mini. Anh mở nó ra, để lộ một thanh than, lớn hơn điếu thuốc lá một chút, được bọc trong bông khoáng. Anton lấy một lọ đựng xăng đổ vào đầu than, châm lửa rồi thổi cho đến khi đỏ rực lên sau đó anh đóng nó lại. Thiết bị này có thể giữ ấm 5 đến 6 tiếng, rất cần thiết với An Tôn, giúp anh hong khô tất cả dày ướt. Điều anh mô tả là vấn đề lớn nhất của người lính khi trời lạnh. Anh cũng có thể dùng tất bọc nó và đặt trong túi ngủ vào ban đêm. Tiếp theo, An Tôn lấy ra một chiếc túi sưởi vật dụng phổ biến của binh lính để làm ấm tay chân. Nhưng anh cho biết chúng chỉ sử dụng được một lần nên việc mang theo quá nhiều có thể khiến ba lô của binh sĩ trở nên nặng nề. Bạn nên mang thứ gì đó nhẹ và đủ chức năng, nếu phải chọn giữa áo giáp hoặc là máy sưởi, bạn cần chọn áo giáp, anh nói chắc nịch. Tiếp theo, Anton lấy ra chiếc hộp thiếc, bên trong có chứa một cây nến nhỏ. Anh cho hay, vật dụng này rất hữu dụng khi nấu ăn và không bị phát hiện bởi camera ảnh nhiệt. Cuối cùng, một chiếc túi ngủ tốt để giữ ấm cho ban đêm là điều tối cần thiết để sinh tồn. Bạn được thông báo 2 tuần trước khi ra mặt trận và đây là thời gian để bạn chuẩn bị, anh nhấn mạnh. Nhiều người lần đầu tiên ra tiền tuyến thường mường tượng về khung cảnh mang màu sắc lãng mạn. Nhưng đây không phải là trò chơi Call of Duty, Anton nói. Mọi thứ trên thực tế đều rất khó khăn và khủng khiếp. Anton kể về một đồng đội của anh đã ngủ ba đêm ngoài trời mà không có đồ giữ nhiệt thích hợp. Anh sau đó được tìm thấy trong tình trạng nguy kịch. Người đồng đội đã được đưa đến bệnh viện, nhưng Anton thì vẫn chưa nhận được thêm thông tin gì về anh. Có thể anh ấy đã ra đi mãi mãi, hoặc có thể bị cắt cụt chân, Anton nói, cuộc đời những người không chuẩn bị cho cái lạnh có thể thay đổi mãi mãi